Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tại màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. 24 tuổi, Đức Phúc có nhà sang, xe tiền tỷ, xài đồ hiệu cùng 10 sổ tiết kiệm. Ở tuổi 24, Đức Phúc có cuộc sống sung túc nhiều người mơ ước chỉ sau 5 năm bước chân vào showbiz. Đức Phúc, cái tên không quá xa lạ với showbiz Việt. Nam ca sĩ sinh năm 96 gây chú ý bởi giọng ca đầy tài năng sau khi đăng quang Giọng Hát Việt 2015. Tuy nhiên, sự nghiệp của Đức Phúc thực sự thăng hoa khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ. Sau phẫu thuật, anh đã show với nhiều bản hit đình đám. Với diện mạo hoàn toàn mới, nam ca sĩ tham gia sản xuất nhiều dự án âm nhạc, game show, hợp đồng, quảng cáo, liên tục được mời đi diễn trong và ngoài nước. Hiện tại, Đức Phúc đang là một trong những cái tên đã show có mức cát-xê thuộc hạng cao trong giới showbiz. Nam ca sĩ từng tiết lộ bản thân sở hữu nhà vài tỷ đồng, xe hơi, 10 sổ tiết kiệm và rất nhiều đồ hiệu. Năm 2018, nam ca sĩ trẻ sắm cho mình căn chung cư rộng gần 70m² ở thành phố Hồ Chí Minh sau 3 năm ca hát. Ngôi nhà được chính Đức Phúc lên ý tưởng thiết kế với không gian sống hiện đại, sang trọng và ấm cúng. Cũng năm đó, Đức Phúc tậu về xế hộp sang màu trắng có giá gần 4 tỷ. Theo nam ca sĩ, đây là mẫu xe anh yêu thích từ lâu. Đức Phúc cho biết đây là tài sản có được nhờ việc tích cóp của anh trong thời gian qua. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ gửi lời chúc mừng, khen ngợi khả năng kiếm tiền của nam ca sĩ khi lúc đó mới 22 tuổi. Không chỉ mua xe cho mình, Đức Phúc khiến dân mạng trầm trồ khi đăng lên trang cá nhân hình ảnh đưa bố mẹ đi mua xe. Giọng ca hết thương cạn nhớ quyết định mua tặng bố mẹ chiếc xe mới sau mấy chục năm bù lái taxi. Ở nhà sang, đi xe hơi đắt đỏ, các xe cao giúp Đức Phúc có tới 10 sổ tiết kiệm. Anh thường xuyên làm mới hình ảnh bản thân từ chàng trai thích dùng sản phẩm bình dân, trở thành tín đồ hàng hiệu mới trong giới giải trí Việt. Bộ sưu tập của Đức Phúc có nhiều trang phục, phụ kiện đến từ các thương hiệu danh giá như Gucci, D&G. Phong cách thời trang của Đức Phúc ngày càng trở nên sành điệu đẳng cấp. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ đã lên đời, không thua kém một fashion star. Với ca sĩ cao ngất ngưỡng, nam ca sĩ thường xuyên khoe những khoảnh khắc trong những chuyến du lịch sang chảnh ở khắp thế giới trên trang cá nhân. Ở tuổi 24, Phúc có được vị trí nhất định trong showbiz và có cuộc sống giàu sang, nhiều người phải ao ước. Đức Phúc chính thức lên tiếng chuyện bị Trấn Thành mai mối Minh Béo. Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình Gương Mặt Showbiz, ca sĩ Đức Phúc lên tiếng về chuyện bị Trấn Thành mai mối với Minh Béo trong một clip hậu trường, hiện gây xôn xao dư luận. Tôi và Hòa Minzy ngủ chung một phòng, đóng chặt cửa, chặn hết vali lại. Tôi không lý giải được vì sao chuyện tình trường của mình không có mà lại hát tình ca ngọt ngào như vậy. Có thể đây là một phần may mắn, tôi được trời phú cho chất giọng quá nhiều cảm xúc. Hoặc không thì tôi sẽ lấy trải nghiệm trong cuộc sống của mình để thể hiện những cảm xúc từ bài hát. Tôi từng crush nhiều người rồi, nhưng chưa từng yêu ai bao giờ. Tôi thích nhiều người lắm, nên không nhớ lần gần đây nhất là bao giờ. Gu của tôi hiền lành, trắng trẻo, thông minh và cao. Tôi thích những người cao hơn tôi, bằng tôi hoặc thấp hơn tôi một chút. Tôi thích kiểu người nhỏ xinh như chị Hòa Minzy, chứ không thích kiểu nửa vời. Có thể do tôi chưa trải nghiệm qua tình yêu nên chưa biết được, nhưng với tôi một khi đã thích rồi, cao hay thấp tôi cũng chơi. Hiện tại tôi chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, tôi muốn hoạt động nghệ thuật lâu dài, không phải có quá nhiều điều vướng bận, nên phải 40 tuổi tôi mới lập gia đình. Tôi đã từng qua đêm với một người bạn khác giới, đó là chị Hòa Minzy. Tôi nhớ có lần đi diễn chung với chị Hòa Minzy bên Úc và chị ấy nằm cạnh tôi. Vì căn phòng quá lớn, hai chị em tôi sợ có người nhảy vào hại, nên tôi và chị Hòa Minzy ngủ chung một phòng, đóng chặt cửa, chặn hết vali lại. Thi thoảng, có bạn bè vào Sài Gòn chơi, tôi vẫn cho ngủ trên giường với mình vì căn hộ của tôi chỉ có một phòng ngủ, nếu không nằm phòng tôi thì phải ra sofa ngủ. Tôi có một tính là dù ngủ chung với người khác giới hay cùng giới đều đặt một cái gối ở giữa. Nhiều khi đi diễn chung với Eric mà ngủ chung giường, tôi hay đặt gối vào giữa, còn nó lật ra rồi nói, anh bị điên à? Tự nhiên đặt cây gối vào chiếm hết cả chỗ. Nhưng nguyên tắc của tôi là thế nên phải để vào. Đó chỉ là câu bông đùa thôi, tôi không đặt nặng vấn đề đó. Về chuyện Trấn Thành bị mọi người chỉ trích vì mai mối tôi với Minh Béo trong clip hậu trường, tôi cũng vừa mới biết xong và rất bất ngờ. Tôi nhớ ngay rằng lúc đó ở hậu trường tôi không nghe rõ anh Trấn Thành nói gì, đến hôm nay mới nghe lại. Tôi muốn nói rằng tôi và anh Trấn Thành rất thân với nhau. Anh ấy lúc nào gặp cũng trêu. Sao chưa có người yêu, lúc nào cũng như thế này, làm sao hát tình ca được.
phải có người yêu, được chăm sóc này nọ mới có thể trải nghiệm yêu đương chứ. Thật tâm, anh Thành mong muốn tôi có một người bạn bên cạnh để quan tâm, chăm sóc. Tôi biết tính anh Thành như thế nên quen rồi. Với lại trong buổi hậu trường hôm đó, đang là lúc giải lao, không khí ổn, tôi không nghe thấy anh Thành nói gì. Nhưng tôi nhìn là biết anh Thành đang mai mối cho tôi, nên tôi xin, thôi anh ơi. Tôi không muốn nói quá nhiều về chuyện này, anh Trấn Thành là người quá thân với tôi, nên đó chỉ là câu bông đùa. Tôi không đặt nặng vấn đề, tôi quen vì điều đó. Tôi hiểu được anh ấy, và điều trong tâm anh ấy mới là quan trọng. Dịch corona thời gian này khiến tôi hủy mọi lịch diễn, đây thực sự là điều hẩm hiu, không ai thấu được nỗi đau này. Trong thời điểm hiện tại, không riêng gì nghệ sĩ, mọi công việc khác cũng bị trì trệ, đó là cái chung rồi, tôi có than vãn cũng không được gì cả. Nhưng đúng là tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong lịch sử đi hát của mình, thi thoảng tôi cũng bị rời lịch, hủy show, nhưng chưa bao giờ kéo dài cả mùa thế này. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.